là câu hỏi là theo con tiếng đó thầy, tại sao mình đi chùa mà tất cả những cái chùa những cái đền đền thì thờ Phật Thích Thích Ca, mà tại sao mình vô là A Di Đà Phật, toàn là A Di Đà Phật không, mà tại sao Phật Thích Ca là một vị dẫn đường lối cho mình đi, chỉ cho mình đi tất cả, mà tại sao mình không theo và chỉ đi theo Phật Di Lạc? Phật Di Đà. Mà chúng ta lại niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thưa đại chúng, chẳng qua là vì chúng ta là người Trung Quốc và người Việt Nam, chứ còn tất cả các nước Phật giáo khác không ai niệm như thế cả. Bởi vì người Việt Nam và người Trung Hoa ảnh hưởng cái pháp tu niệm Phật Di Đà rất là phổ thông, cho nên cái danh từ Phật Di Đà nó phổ thông trong tất cả cửa miệng của những Phật, những tín đồ Phật tử của hai nước Trung Hoa và Việt Nam. Chứ còn Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào gì cũng chẳng ai niệm như thế cả. Hiểu không? Đó là chẳng qua là mình sống trong cái đất nước nào, nó ảnh hưởng cái nào lớn thì nó dùng cái đó thôi. Tại sao mình không làm Phật A Di Đà để lên? Chưa, nó chưa hết. Điều thứ hai, bởi vì Đức Phật A Di Đà là người phát nguyện và đưa chúng sanh về cõi an lạc của Ngài, mà sự việc này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Đức Phật Thích Ca là người quảng cáo free cho Phật Di Đà. Điều thứ ba, chữ A Di Đà nó không, nếu mà chúng ta vượt được cái ý niệm là thầy này và thầy kia, Phật này Phật nọ, mà chúng ta chỉ chấp nhận được cái nghĩa thôi, lấy cái nghĩa làm chuẩn đó, thì chữ A Di Đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng, công đức vô lượng. Cho nên khi chúng ta gặp nhau, chúng ta muốn chúc nhau ba điều: chúc anh trí tuệ vô lượng, thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng. Nhưng bởi vì chữ A Di Đà chuyên chở đủ ba nghĩa, nói một nghĩa không đủ, cho nên để nguyên chữ A Di Đà mà chào nhau, mà chúc nhau, thay vì nói chúc anh thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng, trí tuệ vô lượng, thì chúng ta nói A Di Đà Phật. Hiểu ý không? Vì nó mang được cái ý nghĩa trong đó. Nếu chúng ta đừng có dính vào hình ảnh là tại sao ông giáo chủ không niệm mà niệm ông ở đâu, đó là mình được thắc mắc. Nhưng mà để giải thích chuyện đó thì ở đây là vì Đức Phật này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu, ai thường niệm hiệu Ngài thì khi mất tâm thức theo niệm câu niệm Phật đó mà đi về cảnh lành của Ngài. Vì chúng ta muốn mình về cảnh lành, cho nên hàng ngày mình training mình tập cho mình có một tâm thức hướng Phật, mà cảnh giới cực lạc là cảnh giới chào đón mình. Còn nếu chúng ta vượt ngoài ý niệm giữa Phật này Phật kia mà lấy cái nghĩa, thì chúng ta niệm Phật Di Đà. Và nhớ rằng việc này nó chỉ xảy ra ở những quốc gia có ảnh hưởng Tịnh Độ Tông lớn thôi, đó là Trung Quốc và Việt Nam. Còn các nước kia không có, người ta gặp nhau cũng là chào hỏi bình thường, không có. Ví dụ như người Thái Lan người ta có câu chào gì của người ta, người Ấn Độ có câu chào gì của người ta, ta chào mà không có niệm hiệu Phật gì hết. Còn nếu quý vị, ví dụ mình ở một quốc độ mà ảnh hưởng Phật giáo, Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Phật Đà Gia, vậy thôi. Thì Pháp Hòa giải thích ở từng phần như vậy để đại chúng hiểu được cái lý do. Lý do nào mình niệm? Và bởi vì chữ A Di Đà phải đủ ba nghĩa, còn nếu thiếu, nếu nói một nghĩa là không nói hết được nghĩa của chữ Di Đà. Vì vậy phải để yên. Và cái trường hợp như vậy
nó cũng rơi vào trong cái trường hợp mà Ngài Huyền Trang, khi mà Ngài dịch kinh đó, từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc đó, Ngài cũng đã đề xướng ra năm cái vấn đề không nên dịch. Thì trong đó có một vấn đề là nhiều nghĩa không nên dịch, thiêng liêng đừng có dịch. Chữ A Di Đà Phật nghe rất là thiêng liêng cho nên không dịch. Thứ hai là một chữ này mà quá nghĩa, nhiều nghĩa hơn một nghĩa thì không nên dịch, phải để yên. Hoặc là trường hợp nữa là gì? Ở cái xứ mình không có, không nên dịch. Bao giờ ví dụ như ở bên Ấn Độ, người ta có cái trái Ale, thí dụ vậy đi. Thì là cái trái đó nó chát, nó chua gì đó mà hoàn toàn nước Việt Nam không có, Trung Quốc không có, không nước nào có hết, chỉ có Ấn Độ mới có. Thì không thể nào lấy bất cứ trái gì của cái đất nước mình thế vô đó được. Đó là, ồ, trái Ale là trái xoài, trái bưởi gì đó, không được. Vì quốc độ mình không có thì không được để vô. Và phải để như vậy để nó trung thành với cái trái mà Đức Phật đã ví dụ ở trong. Ví dụ như ở trong kinh Lăng Nghiêm nói á, tất cả chúng sanh mình nhiều đời luân hồi khổ đau như cái trái ác xoa. Thì trái ác xoa đó nó không là một cái trái ác ôn gì, mà nó là một cái loại trái mà nó chằng chịt với nhau. Mà Đức Phật nói cái chằng chịt khổ luyện của chúng ta như cái chùm trái đó. Bây giờ mình không có trái nào giống vậy, mình không thể nói chúng sanh khổ như chùm nho chùm sung gì được hết, mà phải để nguyên đó là trái ác xoa.